Ok, xin chào các bạn. Tết nhất đến nơi, dọn nhà dọn cửa xong rồi các bạn ạ. Chả có việc gì làm. Thôi lại làm cái video hướng dẫn các bạn về Filmora để cho các bạn xem chơi dịp Tết cho đỡ buồn. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để chụp ảnh từ cái video nhé và xóa cái nền của cái ảnh đấy đi. Thứ hai, cái hướng dẫn này nó rất là hữu ích cho các bạn ấy. Các bạn có thể xóa nền làm giới thiệu nhân vật này, hoặc là các bạn có thể làm ảnh thu nhỏ, ảnh bìa YouTube ấy, thumbnail ấy, thì đều ok. Ok, đi vào màn hình nhé. Nhân tiện là nếu như bạn nào đang sử dụng Filmora 12 mà bị watermark, tức là bị chèn cái dòng Wondershare Filmora ấy, thì các bạn nhớ là mua bản quyền Filmora để xóa cái dòng ấy đi. Và nếu như bạn nào muốn mua bản quyền ấy thì nhớ dùng mã giảm giá của mình. Thông tin mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả ấy. Mình có hỗ trợ mua bản quyền với mã giảm giá là 20% cho các bạn ấy. Ok. Đây là cái video ví dụ nhé. Ví dụ mình vừa đặt ở đầu video ấy, có một ảnh một cô. Sau đó là chụp ảnh cô ấy. Ok, mình sẽ xóa hết đi. Xóa hết đi. Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ phải có cái video. Mình sẽ kéo cái video xuống. Ok, video này video 4K, kéo xuống nó hơi nặng. Nó còn hơi giật giật nữa. Sau đó là các bạn sẽ play cái video đến cái vị trí mà bạn cần chụp cái ảnh. Đấy, ok. Ok, sẽ chụp ảnh cô ấy ở một cái vị trí không phải hai cô nhé, chỗ này thôi. Kéo đây. Ok, chỗ này đẹp nhất rồi. Ở vị trí này thì các bạn sẽ nhấn vào cái phím này nhá. Phím này gọi là phím snapshot, là chụp ảnh. Trước khi bạn chụp ấy thì bạn nhớ là quay trở lại cái media này nhá. Quay trở lại cái media, bởi vì là khi mà bạn chụp ấy nó sẽ nhảy vào cái thư mục đang mở ở đây. Đó, thì nhớ quay trở lại, không thì bạn lại không tìm thấy. Bạn nhấn vào đây, snapshot. Ok, sau khi bạn nhấn vào snapshot nó sẽ hiện ở đây. Cái này bản chất là nó đã lưu vào trong máy tính của bạn nhé, ở cái folder tên là snapshot nhé. Nếu mà bạn muốn tìm, bạn kích chuột phải, bạn chọn review in explorer, thì nó sẽ ở trên cái thư mục snapshot ở trên máy tính này, Wondershare Filmora snapshot. Ok, đây là cái ảnh nhé. Ảnh này là ảnh PNG PNG nhé. Ảnh PNG. Nếu mà bạn muốn nó chuyển sang cái ảnh khác ấy, ảnh JPEG chẳng hạn ấy. Thông thường ấy là bạn nhấn vào chụp này nhá, thì nó sẽ có cái gọi là cái bảng hiện ra thông báo cho bạn. Tuy nhiên là mình đã kiểu yêu cầu phần mềm là chỉ nhớ cái dạng PNG thôi, đâm ra nó không hiện. Còn nếu như mà bạn muốn hiện ấy thì bạn nhấn vào File, bạn chọn là Preference nhé. Trong cái phần Preference này, trong bạn chọn tiếp vào phần Editing. Đó, trong cái Editing này thì cái Snapshot Format này bạn có thể chọn nhé, JPEG hoặc là PNG. Tại vì ảnh PNG ấy, thì thường thì nó sẽ dung lượng lớn hơn. Các bạn nào muốn tạo ảnh đại diện ấy thì bạn sẽ chọn là JPEG, nó sẽ kiểu dung lượng bé hơn. Mình thì mình cứ để PNG thôi, mình sẽ nhấn vào OK. Bây giờ bạn có cái ảnh rồi, ví dụ ở chỗ này chẳng hạn bạn muốn thêm chèn cái ảnh snapshot vào, bạn sẽ cắt cái video ở chỗ này, bạn kéo cái video nó ra một đoạn. OK, và đây là cái snapshot thì bạn sẽ kéo nó xuống, đặt nó ở ngay cái vị trí này. Như vậy là video đến đây đúng không? Đến chỗ này đã bắt đầu chụp ảnh. OK, và trong cái ảnh này nó đã có cái hiệu ứng pan and zoom này. Pan and zoom ấy thì cũng ở trong phần reference này nhé. Bạn chọn vào reference này, sau bạn chọn vào editing nhé. Trong cái editing đấy, cái phần photo placement này nó có pan and zoom. Nếu mà bạn nào không có thì bạn có thể đổi vào pan and zoom ở đây. OK, mình sẽ kích vào OK để nguyên cái pan and zoom. Bây giờ bước tiếp theo là bạn muốn xóa cái nền của video, bạn chỉ giữ mỗi cô ấy thôi, thì bạn sẽ kích đúp vào cái ảnh của cô ấy nhé. Sau đi tiếp vào AI tool. Trong cái AI tool này thì có hai phần bạn có thể dùng. Một là AI portrait. AI portrait này nó sẽ xóa nền video và chỉ giữ nhân vật thôi. Thế còn Smart Cutout này là bạn có thể chọn chọn bất kỳ cái gì và xóa cái phần nền đi. Ở đây thì mình có thể chọn cái AI portrait này. Cái này hoàn toàn miễn phí khi bạn có bản quyền của Filmora nhé. Bật lên. OK, xóa luôn rồi, đẹp luôn. Bởi vì cái nền này nó cũng tương đối là dễ xóa. Bên cạnh đó là bạn có thể chỉnh cái viền. Ví dụ cái phần X thickness là cái viền của cái ảnh. Tăng lên hoặc giảm đây tùy. Ví dụ mình có thể để nó như này. Và thêm cái gọi là kiểu cái mờ viền, X feather, tăng lên tí. OK, kích vào OK. Như vậy là xong, đã xóa được nền như này.
Và bây giờ bạn muốn thêm cho nó một cái gọi là cái nền khác đúng không? Thì các bạn sẽ đi vào phần sticker. Trong cái sticker này thì bạn có thể tìm nhé, tìm rất là nhiều nền background. Các bạn enter nhé, để nó tìm cho bạn tất cả cái nền background để các bạn có thể dùng. Nếu mà các bạn có nhìn thấy những cái nút kim cương màu hồng ấy thì các bạn có thể tìm ở đây. Ấn vào đây bạn chọn free thôi, nó sẽ ra cho bạn mấy cái nền miễn phí rồi. Ok, ví dụ mình chọn cái nền này chẳng hạn, neon green screen background này. Bạn có thể chọn bất kỳ cái nào ở đây nhé. Bạn chọn hay bạn kéo xuống, kéo timeline. Ok, nhớ kéo nó và đặt ở bên trên, đặt ở bên dưới cái ảnh nhé. Đó. Và bây giờ cái ảnh này và cái nền này trong vòng mấy giây này. Sau đó là hết thì mình sẽ để ở đây. Đến đây là đến cái video. Ok, vậy là xong rồi. Chụp ảnh và thay nền. Đó, cái ảnh này nó hơi bị to lên một tí. Mình sẽ cho nó kéo nó xuống một tí. Ấn rồi. Ok. Rất là đơn giản đúng không? Còn nếu như bạn nào mà thích mà dùng cái này làm ảnh đại diện hay là gì đấy, ảnh của bạn ấy, bạn có thể thêm chữ, chữ nghĩa ở đây này, chèn cái chữ đằng sau này. Ví dụ nhé, ví dụ mình sẽ kéo cái ảnh này lên trên, kéo cái ảnh này lên trên này, một track. Sau đó mình sẽ ép thêm cho nó một cái track chữ. Và cái chữ này mình sẽ đặt ở bên dưới này. Trước tiên đặt ở trên trên là design lại đã. Ok, đây là kích đúp vào chữ này, chọn ảnh đại diện. Ok, và cho to nó lên 150 chẳng hạn. Ok, và cho nó màu vàng. Và sau đó bạn có thể kéo nó lên đây, kéo lên trên này. Đó, sau đó bạn có thể kéo cái track chữ này ở bên dưới cái gọi là cái nhân vật này. Đó, như vậy là ra được cái này. Đó, ra được cái nền và cái nhân vật và cái ảnh đại diện. Bây giờ nếu mà bạn muốn dùng cái này để làm ảnh bìa YouTube ấy thì các bạn lại chụp ảnh nó phát nữa. Chụp ảnh. Đó, sẽ ra cái này. Ra cái ảnh là đã có chữ ảnh đại diện này. Và bạn phải xem là cái dung lượng của nó nhé. Trước tiên mình sẽ xem nó cái dung lượng nó bao nhiêu, bởi vì nếu mà bạn muốn dùng ảnh thu nhỏ trên YouTube ấy thì dung lượng nó chỉ có dưới 2 MB thôi. Cái này là 2.42 rồi. Và 2.42 thì bây giờ các bạn sẽ đổi nó sang dạng JPEG, nó sẽ bé hơn nhé. Bạn nhấn vào File này, chọn Reference này. Sau bạn chọn Editing này. Trong cái Editing này bạn đổi cái Snapshot Format này sang JPEG, nhấn OK. Bây giờ bạn chụp ấy, nó sẽ ra cái ảnh JPEG. Ảnh này là ảnh JPEG này. Đây, ảnh JPEG này thì nó sẽ dung lượng nhỏ hơn. Và bạn có thể up lên YouTube làm ảnh đại diện. Đây, dung lượng của nó có 210 KB thôi. Đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để chụp ảnh video và xóa nền nó đi trong phim Mora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn ấy. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.